Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 192.000 lượt người, tăng gần 185% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm nay cũng tăng hơn 10% do Việt Nam đã mở cửa du lịch và tháng 4 có các kỳ nghỉ lễ nên nhu cầu du lịch tăng mạnh. Rất nhiều điểm du lịch đã chứng kiến sự tăng đột biến về lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này. Trong đó có thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nơi đang diễn ra lễ hội Hoa Hồng, Phan Xipang. Lễ hội Hoa Hồng đón hơn 20.000 lượt khách chỉ trong 6 ngày đầu tiên. Du lịch Sapa chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Sự kiện vó ngựa trên mây ngay trong ngày đầu tổ chức đã thu hút 2.500 du khách đến xem và trải nghiệm. Đua ngựa vốn là một nét văn hóa đặc trưng của Tây Bắc từ những thế kỷ trước, tuy nhiên sau đó dần bị mai một. Từ năm 2019, nét văn hóa này được tái hiện lại trong giải đua vó ngựa trên mây.